Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Yamatown Phút 1. Mình là Minh Trí sẽ đồng hành với các bạn trong video ngày hôm nay. Tiếp tục chuỗi video về các mẫu xe mới, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn Yamaha Trainer 2022 phiên bản giới hạn lái Mythic màu đen hồng. Với phong cách thanh lịch trẻ trung, hy vọng Yamaha Trainer 2022 sẽ mang lại một làn gió mới cho thị trường xe tay ga của chúng ta hiện nay. Nào bây giờ chúng ta cùng khám phá xem Yamaha đã trang bị những tiện ích công nghệ gì cho người dùng Yamaha Trainer nhé. Đối với xe hai bánh thì động cơ cũng giống như là trái tim hay là linh hồn của xe. Ở Trainer 2022 lần này, động cơ mà Yamaha trang bị là động cơ BlueCore 125 phân khối. Với các ưu điểm vượt trội như tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động bền bỉ, lướt đi nhẹ nhàng và vận hành thì cực kỳ là vượt trội luôn. Trainer 2022 thì cũng được phân làm 3 phiên bản, và ở bản đặc biệt và bản giới hạn thì vẫn được trang bị Smart Key thông minh chống trộm, cực kỳ tiện ích cho người sử dụng. Thêm một trang bị nữa đó là công nghệ Stop Start System, tạm dừng và tái khởi động giúp tiết kiệm thêm một phần nhiên liệu, đồng thời giảm tiếng ồn động cơ và giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường nữa. Mặt đồng hồ thiết kế mới giúp chúng ta quan sát dễ dàng cả di chuyển ban ngày lẫn ban đêm. Ngoài phần đồng hồ cơ đo vận tốc thì chúng ta có thêm phần màn hình LCD thể hiện odo km tổng, chip đo quãng đường, báo xăng, báo giờ. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh giờ trên Yamaha Trainer nhé. Đây, nó có một nút điều khiển ở chỗ này, chúng ta chuyển về chế độ audio và nhấn giữ. Các bạn sẽ thấy phần hiển thị giờ nó chớp số và chúng ta chỉ ấn tới là nó sẽ nhảy giờ theo mình mong muốn. Sau khi chỉnh xong, các bạn cũng nhấn giữ, nó sẽ chuyển qua chớp phần phút. Các bạn cũng chỉnh tương tự như phần giờ, nhấn tới nó sẽ nhảy số. Và chỉnh xong, tiếp tục các bạn nhấn giữ, nó sẽ chuyển về trạng thái bình thường cho chúng ta. Về phần hệ thống chiếu sáng thì Yamaha Trainer vẫn giữ đèn pha là halogen. Một số bạn sẽ bảo là sao không cải tiến thành đèn pha LED. Yamaha dư sức làm điều đó. Tuy nhiên các bạn hãy để ý kỹ một xíu thì chúng ta sẽ thấy được cái màu vàng của đèn pha halogen nó lại rất là phù hợp với kiểu dáng xe của Trainer. Vì vậy cá nhân mình thấy Yamaha rất khéo léo khi sử dụng lại đèn pha halogen này, vừa tăng tính thẩm mỹ vừa chiếu sáng tối ưu, lại không làm tăng giá thành sản phẩm. Vì thế nên chúng ta có cơ hội sở hữu một con xe đẹp, bền, êm mà giá thành lại hợp lý phải chăng. Phần mặt nạ trước được thiết kế lại với phần đèn định vị ngắn và có thêm phần viền đen giúp phần đầu xe chúng ta trông bắt mắt, tinh tế hơn. Xi nhan được thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn đảm bảo độ nhận diện. Ở thiết kế mới lần này, theo mình thấy phần tem là phần ăn điểm khá mạnh. Yamaha cực kỳ là tinh tế khi thiết kế thêm phần tem mỏng ở yếm trong của xe. Thường thì các mẫu thiết kế xe sẽ dễ bỏ qua phần này, nhưng thiết kế tem ở vị trí này sẽ cho một cái nhìn hoàn hảo khi chúng ta nhìn ở nhiều góc khác nhau. Thêm có tí xíu tem thôi mà nhìn mẫu xe chúng ta đặc sắc hơn hẳn. Một trong những thông số mà người tiêu dùng hay lưu tâm đó là phần chiều cao yên xe. Thì ở Yamaha Trainer phiên bản 2022 lần này, chiều cao yên vẫn được giữ ở mức 770mm, khá là phù hợp với đa số người tiêu dùng Việt Nam mình. Phần sàn để chân với độ rộng vừa phải giúp chúng ta có thể ngồi lái thoải mái và chống chân cũng dễ dàng. Dung tích cốp xe được trang bị lên đến 14 lít giúp chúng ta có thể để rất là nhiều vật dụng cần thiết trong cốp xe. Xe đẹp, bốc, bên vận hành thì cực kỳ là máy. Chắc các bạn đang thắc mắc là giá xe có bị đẩy lên quá cao hay không. Giá xe ở đâu thì mình không chắc, chứ riêng Yamaha phút bên mình thì giá xe thì cực kỳ là hợp lý luôn các bạn. Trainer 2022 phiên bản giới hạn màu đen hồng đang được bán tại Yamaha phút 1 với giá là 33.500.000, hỗ trợ trả góp trả trước từ 20% giá trị xe và có hỗ trợ trả góp 0% lãi suất luôn nha các bạn. Các bạn cần xem xe thực tế và tư vấn trả góp có thể đến trực tiếp tại Yamaha Phút 1, số 575961 Trần Văn Khéo, Trung tâm Thương mại Cây Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc liên hệ trực tiếp số điện thoại mình trên màn hình 0931078338.
Các bạn nhớ like video và subscribe kênh YouTube để mình có cơ hội mang đến cho các bạn những mẫu xe mới nhất cùng chương trình ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn nhất đến từ Yamaha phút 1 nhé. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.